Các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đóng góp 43% GDP của cả nước. Một trong những lý do của sự phát triển này là nhờ các địa phương đã có hạ tầng giao thông tương đối hoàn thiện. Do vậy, để phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương nói riêng, toàn vùng nói chung, việc hoàn thiện các dự án giao thông kết nối cả nội vùng và ngoại vùng vô cùng cần thiết. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một trong những dự án giao thông có vai trò kết nối vùng được quan tâm nhất hiện nay là dự án cầu Phước An, được xem như giai đoạn 2 của dự án liên cảng Cái Mép Thị Vải. Cầu Phước An sau khi hoàn thành sẽ giúp kết nối cảng Cái Mép Thị Vải với các tuyến huyết mạch: cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, giúp việc vận chuyển hàng hóa từ đồng bằng sông Cửu Long đến cụm cảng Cái Mép Thị Vải và các khu vực lân cận thuận lợi, đồng thời giúp giảm tải cho quốc lộ 51. Tuy nhiên, vị trí xây dựng cầu Phước An đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai chưa nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai do hành lang an toàn giữa công trình cầu Phước An và cảng Phước An chưa đảm bảo đúng quy định. Trong chương trình làm việc với đoàn công tác của Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã kiến nghị Thủ tướng sớm chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải chủ trì buổi làm việc giữa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai để có sự thống nhất về dự án này. Cầu Phước An hiện tại là chưa triển khai được, và đang làm các thủ tục cần thiết, một là để thống nhất tuyến, cái thứ hai là đề nghị ngân sách trung ương bố trí cho 50% vốn để đầu tư cái giai đoạn 2 của cầu Phước An. Dự toán theo dự toán thì giai đoạn 2 cầu Phước An khoảng 4.890 tỷ, thì ngân sách tỉnh sẽ xin là bố trí 50%, còn 50% còn lại thì tỉnh sẽ bố trí để qua nội dung này thì kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Giao thông chủ trì phối hợp với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai để cùng thống nhất tuyến để sớm khẩn trương khởi công cái công trình cầu Phước An để tạo kết nối và tuyến cầu tốt nước Long Thành. Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng có những kiến nghị liên quan đến các dự án giao thông kết nối trọng điểm khác như đường 991B, đường Phước Hòa - Cái Mép, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây đều là những tuyến giữ vai trò kết nối huyết mạch, có sức lan tỏa sâu rộng đến tiến trình phát triển kinh tế xã hội, không chỉ với Bà Rịa Vũng Tàu mà cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Đối với những dự án này, quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải là rất ủng hộ thúc đẩy nhanh tiến độ. Chúng tôi cũng rất đồng tình ý kiến của 8 tỉnh đã có đề xuất liên quan đến ngành giao thông. Chúng tôi có cảm nhận là khu vực này, khi mà chúng ta làm ra một con đường, chúng ta mở ra một cái cảng, chúng ta đã mở ra một cái sân bay, thì tất cả các dự án này mang lại hiệu quả lập tức ngay, nguồn vốn tín dụng để các nhà đầu tư tiếp cận. Cùng quan điểm với Bà Rịa Vũng Tàu, các tỉnh thành khu vực trọng điểm phía Nam cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, như tỉnh Bình Dương đề nghị bố trí vốn cho đường Vành Đai 3, Vành Đai 4, cao tốc Hồ Chí Minh, Thủ Dầu 1. Tỉnh Đồng Nai kiến nghị triển khai cao tốc Dầu Dây, Phan Thiết, Liên Khương để đón đầu sân bay Long Thành, đồng thời kiến nghị cần phải có quy hoạch liên tỉnh. Các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Phước cũng kiến nghị sớm bố trí vốn cho dự án giao thông kết nối như đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Chơn Thành, Đức Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Chơn Thành, Hoa Lư, đường sắt từ Dĩ An đi Hoa Lư. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa khẳng định tính cấp thiết và vai trò quan trọng của giao thông kết nối đối với từng địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cũng là để phát huy thế mạnh lẫn nhau giữa các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu một gói hỗ trợ đầu tư từ Trung ương để hỗ trợ các địa phương sớm triển khai đầu tư các dự án hạ tầng giao thông kết nối. Tôi xin nói lại, giao thông và giao thông, đất đai và đất đai là những vấn đề mà chúng ta phải nói một cái cuộc thúc đẩy đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cho nên cần một gói hỗ trợ, cái sự hỗ trợ đấy để cùng ngân sách địa trung ương, cùng ngân sách địa phương, chúng ta làm nên một số công trình kết nối, một số cái việc mà chúng ta rằng hết sức cần thiết mà chúng ta cần có sự hỗ trợ đầu tư từ các trung ương. Bộ Tài chính phải sáng tay áo vào cùng với
để mà làm cái đề án hỗ trợ này. Nếu có cái cầu Phước An bước qua đây thì có sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, sự ủng hộ và thống nhất của các bộ ngành trung ương với quan điểm phải hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối. Chắc rằng trong tương lai gần, những dự án giao thông trọng điểm sẽ sớm hoàn thiện, sớm được triển khai thi công để kết nối liên hoàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng kinh tế động lực trong tiến trình phát triển kinh tế của đất nước.